Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành về cuối thời nhà Nguyên, một giai đoạn lịch sử đầy biến động và cũng là bối cảnh của thuyết võ hiệp nổi tiếng Y Thiên Đồ Long ký. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một góc nhìn lịch sử để chúng ta có thể thấy rõ hơn bức tranh Trung Hoa thế kỷ 14, phân biệt giữa thực tế và hư cấu trong tiểu thuyết. Nhà Nguyên do người Mông Cổ lập nên, cai trị Trung Hoa gần 100 năm, từ năm 1271 đến năm 1368. Trước đó, nhà Tống suy yếu phải chịu sự uy hiếp của các nước lân bang. Người Mông Cổ, vốn là dân du mục, thiện chiến và giỏi cưỡi ngựa bắn cung, họ đã chinh phạt khắp châu Á, từ Mãn Châu đến Trung Đông, tạo nên một đế quốc rộng lớn. Sức mạnh của quân Mông Cổ nằm ở sự di động nhanh chóng và kỷ luật thép hãy tưởng tượng một kỵ binh với hai ba con ngựa di chuyển nhanh như gió bắn cung bách phát bách chúng họ còn rất giỏi trong việc điều binh khiển tướng và sử dụng nội gián về sau hốt tất liệt lên ngôi rời đô về bắc kinh và đổi quốc hiệu là nguyên tuy cai trị hà khắc nhà nguyên lại khá cởi mở với các tôn giáo từ đạo sĩ sư sãi lạt ma đến cả những người theo thiên chúa giáo đều được coi trọng triều đình cũng tin dùng người ngoại quốc thậm chí có cả người châu âu làm quan Marco Polo, một người Ý, đã ở trong triều Hốt Tất Liệt 17 năm. Đến cuối thời nhà Nguyên, tình hình chính trị suy đổi, kinh tế khủng hoảng, thiên tai mất mùa liên miên. Điều này dẫn đến nhiều cuộc nổi dậy khắp nơi. Quý vị nghĩ sao về bối cảnh hỗn loạn này? Có rất nhiều nhóm nổi dậy, mỗi nhóm cát cứ một phương. Họ có liên kết với nhau không? Thực tế, đây đều là những nhóm độc lập, tuy có khi liên minh với nhau để tồn tại có những nhóm dựa vào tôn giáo, tuyên truyền mê tín để lôi kéo quần chúng. Lại có những nhóm nhân danh khôi phục nhà Tống, hoặc chỉ vì đói khổ mà đi ăn cướp, sau đó lớn mạnh thành lực lượng quân sự. Giống như một nồi lẩu thập cẩm, rất khó phân biệt rạch ròi. Một trong những cuộc nổi dậy tiêu biểu là của Phương Quốc Trân. Ông ta vốn là một người buôn muối lậu, tập hợp những người cùng khổ ven biển đi ăn cướp. Dần dần, thế lực của Phương Quốc Trân ngày càng lớn mạnh, được triều đình chiêu an rồi lại phản, cứ thế lặp lại nhiều lần. Một nhóm khác là do Hàn Sơn Đồng, một tín đồ bạch liên giáo, lãnh đạo. Hàn Sơn Đồng tuyên truyền rằng Phật di lặc xuống trần, minh chúa ra đời giống như những khẩu hiệu mê hoặc lòng người. Nhóm này sau đó liên kết với Lưu Phúc Thông tạo nên một lực lượng hùng mạnh. Ngoài ra còn có Từ Thọ Huy, một người buôn vải, được suy tôn là minh chủ khởi binh. Rồi Trương Sĩ Thành, một người buôn muối tập hợp phu phen nổi dậy và nhân vật quan trọng không thể không nhắc đến đó là trần hữu lượng ông ta là một người có tài văn chương từng làm nha lại sau gia nhập quân đội và trở thành một thế lực lớn cuối cùng người thu hoạch được thắng lợi sau cùng chính là chu nguyên trương tuổi trẻ nghèo khổ từng phải đi làm sư nhưng chu nguyên trương là người có tầm nhìn xa trông rộng ông ta chọn kim lăng làm căn cứ địa tích trữ lương thực và không vội vàng xưng vương. Đây là một chiến lược khôn ngoan giúp ông ta tránh trở thành cái gai trong mắt nhà Nguyên và các nhóm nổi dậy khác. Chu Nguyên chưa nghe theo lời khuyên của Chu Thăng xây dựng căn cứ địa vững chắc, tích trữ lương thực và hoãn việc xưng vương. Trong khi các thủ lĩnh khác vội vàng xưng đế, Chu Nguyên Trương lại ẩn nhẫn chờ thời cơ. Điều này cho thấy ông ta là một người có trí lớn và biết nhìn xa trông rộng. Chu Nguyên Trương dần dần bình định các thế lực xung quanh, hạ tiêu diệt Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, chiêu hàng phương quốc Trần. Đến khi đủ mạnh, ông ta mới giết Hàn Lâm Nhi, con của Hàn Sơn Đồng, người được lập làm vua nhà Tống. Năm 1368, Chu Nguyên Trương lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Minh. Vậy, triệu mẫn trong y thiên đồ long ký là ai? Theo sử sách, anh trai nàng là Coco Temur, một nhân vật kiệt xuất, lập nhiều công lao cho nhà Nguyên. Còn Triệu Mẫn, sau khi nhà Nguyên sụp đổ, đã được gả cho con trai thứ hai của Chu Nguyên Trương là Tần Vương Chu Sảng. Xét về các cuộc nổi dậy cuối thời Nguyên, chúng ta có thể thấy ba xu hướng chính. Đầu tiên là các nhóm thảo khấu, anh hùng hào háng, điển hình là Phương Quốc Trần. Thứ hai là các tổ chức tôn giáo như Bạch Liên Giáo, Hồng Cân. Và cuối cùng là những người có tầm nhìn chiến lược như Chu Nguyên Trương. Tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy Chu Nguyên Trương là một nhân vật phức tạp. Ông ta vừa có trí lớn, vừa tàn nhẫn. Thành công của ông ta không chỉ nhờ vào may mắn, mà còn do biết nắm bắt thời cơ và có chiến lược đúng đắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, khám phá lịch sử. Quý vị có suy nghĩ gì về giai đoạn lịch sử đầy biến động này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.